Hôm nay là 26 tháng 5, một ngày trước sinh nhật bé, nhưng mà cả nhà đã đi ăn sinh nhật bé ở Gourmet Delight. Bé, con phát biểu cảm tưởng nên năm nay con tròn mấy tuổi? Dạ, 7 tuổi. 7 tuổi, học lớp mấy rồi? Học lớp 1. Sắp sửa lên lớp mấy? 2. Lớp 2 hả? Thế hôm nay đi ăn này có vui không? Vui. Thế à, thế con hôm nay con có điều ước gì không? Dạ không. Không điều ước gì à? Thế hôm nay con đi ăn này, con mong đợi ăn món gì? Không nhớ. Không nhớ à? Thế đi ăn đây có thích không? Ok. Thế con đi ra chỗ em bánh đi. Đấy, đây là ba chị em bơ bè bánh. Và đây là mẹ Mai. Bánh đang rất là hưng phấn bởi vì là được đi chơi với hai bà chị. Rồi, còn đây là bà ngoại, ông nội và bà nội. Thôi hỏi bà nội, bà nội hôm nay phát biểu cảm nghĩ đi sinh nhật cháu bé. Bà có suy nghĩ gì không? Đi là vui rồi và mừng cháu thêm một tuổi. Vừa kết thúc năm học, học sinh giỏi. Phấn khởi lắm. Thế bà, trong trên tay bà có cái gì đấy? Trên tay bà là đang có cái máy ảnh để chụp cháu thôi. Rồi, thế là bà tác nghiệp đúng không? Ok. Thế ông cũng đang tác nghiệp à? Ông tác nghiệp đang chụp chiếu động trên đường. Khui bia cho anh đi. Ông ấy phát biểu thì bài bản bà không. Rồi thế thôi, hỏi ông vậy, ông phát biểu cảm nghĩ hôm nay sinh nhật cháu bé tròn 7 tuổi, ông có cảm xúc gì nhân dịp này? Năm nay thì cũng như mỗi năm, bé thì có cái đặc điểm tổ chức sinh nhật vào giữa năm, nên thường thường là làm thì nội dung thì hay, nhưng mà hình thức thì nó không được như là chị bơ thì đông hơn. Ông nói là giữa năm nó không đúng, bởi vì kết thúc năm học, thế là kết thúc năm học. Giữa năm. Thế nhưng mà cái tổ chức. Nhưng mà nói chung là tinh thần chính, bé thì cứ khởi, bé nó cũng lọt. Hỏi nó chỉ cần biết bé, nó chỉ thế này thôi, nó không cần làm to. Nó không có màu mè, không có đòi hỏi gì cả. Cái bé này chỗ nó là hay. Nó không có màu mè đòi hỏi hết. Cho nên nó cũng là báo hiệu một cái tư duy có thể mới, một thế hệ mới. Tầm vĩ mô.